Đây rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Hả? Anh em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị lên đường cái nhẹ nhá nhẹ cho anh em cái ha. Mình nhá nhẹ cho anh em cái ha. Rồi. Mà hôm nay mà cái con Beckham này mà nó mà lên cộng 8 ấy. Nè mà nó phải đồ đã bái vào game nhá. À, quá cầm nào, quá cầm nào, quá bái vào game luôn ấy chứ. Con mẹ ảo rồi đấy. Rồi, tí nữa. Tại vì cái con này là cái con cực kỳ là nó to với là nó khó lên. Tôi phải mồi ở đây mà mồi cực kỳ nhiều ha, mồi cực kỳ nhiều. Hột cơm á, không phải cơm đâu. Hồi nãy tôi đi đá bóng, xong là tôi chạy da dép á, cái tiếng bô da dép, cái con kim ở trên trời, nó đang bay. Nó nghe quê quá, nó dừng lại, nó ỉa vào mặt tôi. Mà mày đúng cây ở đây mà. Nó bảo á, mày chạy chiếc xe ra đường ồn ào quá, mà có khói nữa, mà khói này mà nó thơm, nó đéo khoái, nó ỉa vô mặt tôi nên mà cay quá. Thật là tôi thấy là tôi cũng hên anh em hiểu không? Tôi cũng gọi là hên, không có bao nhiêu anh em mà không? Đó, tất cả mọi người ở ngoài đường quá nhiều nhưng mà tại sao tôi không dính cái kim của mỗi mình người khác không dính cái kim của mỗi mình tôi hên nên tôi để luôn. Tôi hên nên tôi để luôn anh em à. Yes, chắc chắn là như vậy rồi. Anh bô cho em xin cảm nghĩ khi em chạy da dép ra sân bóng á. Cảm nghĩ của tôi khi mà chạy da dép ra sân bóng á, bình thường có mấy ông kiểu là hốt hoảng quá. Ui mà con xe này qua vậy, con xe này qua vậy. Ui quá cà biều, con này là con da dép nè, con này là con giống của thầy muốn nè, nhưng mà con này là bản thường nè chứ không phải là Movita nè. Ui quái cà biều, con này của ai đây? Có anh em mà có, tôi ngồi trong tôi nghe mà, tôi ngồi trong tôi nghe mà. Có anh em có, tôi nói điêu làm cái gì đúng không? Tôi nói điêu làm cái gì? Với lại là hôm qua thì khi mà cái xe của tôi mới chuyển ra, tôi đi mới chuyển ra tôi đi rửa với lại tôi đi bơm bánh xe lại cho nó cứng để mà tôi chạy. Đó, xong rồi anh kia hỏi con này nhiêu. Tôi bảo con này chắc cũng phải bằng con Kia Morning. Anh bảo mẹ mày phết. Ba là con này mà bằng con Kia Morning à? Ủa phết, chú em là phết chế kìa. Chú em là người ở đâu đấy? Ok, phết là phết như thế nào nhờ? Anh trai này bị làm sao ấy nhờ? Ồ, chú em này phết. Ok. Chắc anh trai, tại vì anh trai không biết chơi xe chứ. Ảo tình đấy, không phải mụn. Không phải mụn mấy ông ơi, mà là chúc tôi. Anh bô một buổi stream bùng nổ nhá. Cảm ơn Bon nhá, cảm ơn rất nhiều. Đây nè, đây nhá, tôi chỉ cho anh em cách trị mụn hiệu quả vãi cả liền luôn. Nhưng mà chỉ một mình tôi biết thôi. Anh em nào mà bị mấy cục mụn mà đỏ đỏ như này mà nó bị sưng lên á, người ta gọi là mụn mủ. Mụn mủ có nghĩa là mụn như thế nào? Là mụn ở trong nó chích ra, khi mà nó sưng lên đến một mức độ nào đó, nó sẽ có một cái, nó bọc một hột mủ lên ở trong, nó màu trắng. Người ta gọi đó là mụn mủ. Anh em đừng vội ha, đặc biệt là anh em trong tuổi dậy thì đừng vội tấy mấy tay chân mình, lấy cái tay của mình nặng rất là độc, nặng hột này nó nhảy qua hột kia, hột kia nhảy qua hột nọ, xong là mặt của anh em toàn là mụn không nha. Anh em con trai, đặc biệt là anh em con trai FA ha, FA nó có gọi là cái tay của mấy ông á, không mấy ông FA thì lâu lâu mấy ông cũng gọi là nói không, cái tay của anh em nó rất là dơ ha. Anh em mà lấy tay mà nặng mụn là không có được nha, nó dơ lắm. Nó anh em mua cho tôi cái kem đánh răng BS về, cái kem đánh răng mà nó trắng tinh đó nha, cái kem đánh răng mà nó trắng tinh đó, gọi là kem đánh răng BS đó. Khi mà nó chớm sưng lên như này nè, anh em sức vô. Tại vì sao mụn nó mọc lên á, là do cơ thể của mình nóng, mụn nó mới mọc lên, đúng chưa? Thì cái kem đánh răng này nó lạnh, nó làm mát, mình sức vô là nó mát cái cục mụn lại, nó mát cái cục mụn lại, rồi từ từ nó xẹp luôn. Nó không để một cái vết thẹo gì cả, nó thâm như thế này một thời gian thì nó sẽ hết. Bổ ích đâu anh em, bổ ích không? Ha, phải vậy chứ anh em. Phải vậy chứ, ha, nó không xâm hại hơn được. Cái này tôi sức bao nhiêu năm rồi nó không bị. Đó. Nó làm mát cái cục mụn này nó sẽ xẹp lại ha. Anh em nào mà chưa follow thì cho tôi xin một follow, cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn mọi người. Đó, còn anh em nào mà muốn mà kiểu hết hẳn luôn thì anh em mua giùm tôi một bịch tóp mỡ. Tóp mỡ ha, tóp mỡ của Trần Ngọc Bảo Trân nha anh em. Tóp mỡ chào của Trần Ngọc Bảo Trân.
cảm ơn ca ca, cảm ơn em rất nhiều. Nếu mà ăn tấp mỡ mà gọi là chưa thấm thía nữa thì anh em mình ăn khoai lang sấy cũng được nha anh em. Khoai lang sấy mà chưa thấm nữa mình ăn nè, và chuối sấy nha anh em. Vợ tôi giờ là kinh doanh lắm nha. Thật ra là cái này là tôi bị ép buộc đó anh em ơi. Vợ tôi bây giờ ra chỉ tiêu cho tôi luôn. Buồn lắm anh em à. Thật ra tôi cũng muốn chơi sự kiện. Thật ra nhé, một ngày tôi chỉ cần bán 5 đơn. Một ngày tôi bán 5 đơn nha, 5 đơn này nè, 5 đơn này ở trên livestream là vợ tôi hứa là một tháng cho tôi chơi 2 dòng sự kiện. Cái này là khoa uy tín luôn. Đó, vợ bảo á, một ngày anh lên anh quảng cáo giùm em bán được 5 đơn á, em cho anh một tháng chơi 2 dòng sự kiện. Đúng không? Nên là anh em nào mà thương tôi á, anh em mua đúng 5 đơn thôi, đó, đúng 5 đơn thôi, inbox cho Facebook Trần Bảo Trân. Đó, bán đúng 5 đơn là một tháng tôi chơi được 2 dòng sự kiện cho ông xem, đỉnh quá là liền ơi. Anh à, 5 đơn thôi, 500 đơn thì nó hơi xa vời, 5 đơn thôi. Tôi chơi không hay thôi. Game nào hay là môn nào tôi chơi cũng được cả, tôi tiếp thu rất là nhanh, tôi một thằng tiếp thu rất là nhanh. Nhưng mà tôi chơi ngu. Đó, tôi chơi ngu. Đó, nó là vậy thôi anh em ạ. Còn xe nào không chơi được, game nào không chơi được. Cảm ơn Bosser, cảm ơn em à. Bosser, dừng lại đi em. Cái năm nay là cái năm kinh tế cực kỳ khó khăn. Em để những cái đồng tiền đó, em là một người mới từ dưới quê lên Hà Nội này để mà đi học đúng không? Cái số tiền đó nó rất là quan trọng cho cái thời sinh viên. Ngày xưa á, anh là sinh viên á, rất là khổ em ạ, rất là khổ. Một phòng ở 3-4 đứa, một gói mì á, một gói mì mà 1-2 đứa ăn chung với nhau, nó rất là khổ. Không có chê anh em à, không có chê ha, không có chê, cái này là đang thương anh em thôi. Đang thương anh em thôi chứ khoa không có chê, trời ơi, được donate tiền mà chê, làm gì có. Làm gì có cái vụ mà được donate tiền mà chê anh em, chê chỗ nào vậy? Có đó anh em, ngày xưa tập sinh viên thật mà, tôi thì sinh viên remit. Cảm ơn Tôm Nguyễn, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em, cảm ơn Tôm Nguyễn nha. Thế bây giờ tôi mong biết là tôi là chúa sầu. Thế về cái vấn đề mà học vấn, nhiều khi tôi sầu sao? Nhiều khi tôi bảo là mà tôi học lớp 9 tôi nghỉ để tôi làm content rồi sao? Đúng không anh em? Đúng không? You are care than me bro. Nhiều khi tôi sầu, tôi nói như vậy mà tôi lỗi là tôi làm content ha, đúng không? Tôi làm vậy biết đâu má tí nữa tôi xuống tôi lấy nguyên cái bằng đại học tôi đặt lên đây mấy ông hết hồn liền, mong xỉu rồi. À, vậy là mấy lâu nay anh mua là gọi là tốt nghiệp đại học rơ mít phải cà mèo. Trường này là trường quốc tế nha. À, trường ở bên trường gì bên bên con mẹ mình nam man man bên Melbourne là nước gì quên rồi mấy ông, thành phố Melbourne là nước gì tôi quên rồi. Hả anh em, thành phố Melbourne cho Khoan hỏi ngu ghê. Melbourne là nước gì quên rồi ta. Úc đúng rồi, đó Úc là trường đại học Remit. Yes sir. Chắc chắn là như vậy rồi. Toán cộng trừ chưa xong bằng đại học cái gì. Thằng nào má mà đô nét đi, đô nét lên đây tao giải cho tụi mày 5 giây tao giải một bài toán để cho tụi mày biết là mấy cái đầu tao nhảy số như thế nào. Đô nét 20 kim cương thôi, 20 kim cương là cũng được, cho tụi mày má biết cái đầu tao nó nhảy số như thế nào ha. Giác quan ha, nhãn quan nó như thế nào. Phải đô nét nha, phải đô nét nha. Đèn cầu đô nét ha. 20 kim cương cũng được á. 1 cộng 1 á. Có nhiều. Còn mà em, mày thề. Thật. Tự mình làm giật mình luôn. Đéo tin được, má muốn gất này luôn á trời. Nhạc gì to dữ vậy? 1 cộng 1 á. 1 cộng 1. 1 cộng 1. Căn bậc 2 của 85 bằng. Để tao giải thích về cái 1 cộng 1 cho tụi mày nghe. 9 nhân 9. Bỏ qua hết, tao giải thích 1 cộng 1 cho tụi mày. Có nhiều anh em đây á sẽ bảo là 1 cộng 1 bằng 2 nhưng mà sai. 1 cộng 1 bằng 3. Vì sao nó cộng 3? Có phải tôi với Trân là một người, Trân là một người, hai người cộng nhau ra thằng boy là 3. Đúng không? Đúng không anh em? Đúng nhận sai cãi. Đúng nhận sai cãi. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được đúng không? Tôi là 1 nè, tôi là 1 nè, Trân là 1 nè. Rồi hai cái người cộng nhau ra thằng boy có phải 3 không? Có phải 3? Ơi giời, đúng nhận sai cãi thì tự nhiên chửi người ta sao? Thế là anh em chưa phục đúng không? Rồi câu khác. Thế là anh em mà không phục tôi gì? Rồi câu khác cũng được. 9 nhân 9 đúng không? 9 nhân 9. 9 nhân 9 thì quá dễ, có nào khác được không? Diện tích hình tròn có công thức gì anh? Diện tích hình tròn không có công thức em à. Hình tròn nó là chỉ là cái hình tròn ha.
Hình tròn đó là chỉ là cái hình tròn thôi, làm gì hình tròn với công thức nào em. Vậy thôi nha, hôm nay á là tôi nhận giải hai bài toán thôi. Đó, nãy giờ 1 cộng 1 chứ bài hình tròn là hai bài đủ. Vậy thôi, một ngày hai bài thôi em mà, nhiều quá nó không được. Sai rồi á. Thế tôi đố mấy ông tam giác là gì? Tôi đố mấy ông đó tam giác là gì? Đó, tam giác là gì? Mấy ông nói thử tôi nghe coi. Sao alo cộng chị Trang lại bằng 4? Tam giác là tác giam, đánh là nhốt, giam là giữ, đánh nhốt nhà đốt dánh. Dánh là cành, thiêu cành là thân kiều. Công thức nó như vậy. Mà người ta làm một cái bài hát ở trên YouTube mà mấy ông không nghe sao? Tam giác là tác giam, ha, đánh là nhốt, giam là giữ. Tớ học xong rồi bạn ơi. Chúc bạn stream vui vẻ. Kênh chat có người yêu. Luôn bình an nha kênh chat. Cảm ơn Bruce, cảm ơn em rất nhiều. Chúc các tình yêu gọi là một năm mới thật là vui vẻ. Hình như từ đầu năm giờ tôi chưa chúc anh em chưa năm mới đúng không? À sao nhìn người anh nhớp nháp thế? Gì? Và con mẹ mày vào đây đi nhờ. Và con mẹ mày vào đây đi nhé. Nổ địa chỉ nhé. Phải cả. Nè, nhìn đi. Cơ bắp chưa? Và mẹ vào nhau đi nhờ. Không có ý là va nhau là anh em mình gặp nhau đi uống bia uống rượu đó mấy cha ơi. Tôi vợ con mà đánh nhau cái gì không biết nữa. Quầy thề. Hôm qua mấy ông à, hôm qua tôi đúng ngại luôn á. Hôm qua tôi quên lăn nách. Xong rồi anh em biết là đi tập gym. Hôm qua là tôi tập ngực. Tập ngực xong rồi phải tập vai luôn. Con mẹ mà lúc đó tập ra mồ hôi. Xong rồi tôi dơ lên rồi tôi nghe được cái mùi chua của tôi rồi. Con mà mày ngại vái. Thề. Tôi bảo với anh Kiên là thôi anh Kiên ơi, bây giờ mình bỏ qua cái bài đó đi em cho em về. Nhưng mà anh Kiên bảo không được lười. Đó, như em như vậy là không được, tập cho anh. Mẹ mày thề. Đó, tôi cũng biết là anh Kiên chắc cũng ngửi được. Anh Kiên là chắc cũng ngửi được đó anh em. Con mẹ mày vái. Thật thề. Ngại vái. Mà ở đây có anh em nào tôi đéo hiểu tại sao. Đây để tôi làm mẫu cho mong xem nha. Tôi đéo hiểu vì sao cái ngay cái khe đít của tôi ngay chỗ này nè nó bị gắt hoài. Là tôi tập cái động tác này. Đây tôi tập cái động tác mà bụng nha. Đây tôi tập như thế này nè. Một hai đó. Mỗi ngày mỗi lần mà tôi tập cái động tác này là tôi bị gắt đít ngay chỗ này nè. Tôi đéo hiểu sao. Mới đầu là tôi tưởng là chắc là do cái quần xịp nó bén quá nó cạ vô làm gắt đít của tôi. Nhưng mà đéo hiểu sao bị gắt khe đít uy tín luôn. À, mỗi lần mà tôi mà tập cái bài bụng này là tập về đúng không? Mỗi động tác 20 lần, đập 4 set 80 lần. Hình như về gắt con mềm đến luôn gắt phải không? Cơm thì không biết mấy ông con nào tập gym đây mấy ông bị giống tôi không? Tôi là bị hay đít bự quá. Chắc là đít tôi bự quá anh em à. Chích lời của Maga Minh nha. Maga Minh bảo là đít của anh bồ đẩy mà thôi thì thôi ấy nhờ. Ôi không chích lời của em Maga Minh nha. Anh bồ đó, chỉ Maga qua Minh qua mà đích, cho em bảo là đích này đẩy thì thôi chứ. Yeah. Beautiful nữa chứ. Có em Maga Minh có nói. Sao nay anh khùng dữ vậy anh bồ? Thông báo cho tụi mày mẹ vợ tao về Sài Gòn rồi. 3 ngày nữa mẹ ruột tao ra. 3 ngày này má của tao là chúa đảo trong nhà này. Ok. Lời nói của tao là hết cả lửa. Nha. Người lớn gì trong kia hết rồi. Giờ tao là người quyết định tất cả mọi việc trong cái nhà này. Ha, hồi nãy vợ tao hỏi tao tối nay ăn cái gì. Nói cho chơi lớn luôn. Tao bảo là cái việc của em á là em chăm con và chăm chồng. Tối nay ăn cái gì thì em phải suy nghĩ được cho tôi. Đừng có hỏi tôi và cái động điệu đó là tối nay ăn gì. Nha. Tôi bây giờ là tôi là người có hình ảnh. Ha, tôi hiền đi bớt rồi đó. Chứ mà gặp tôi của năm 2017 gầy ít thôi anh dai. Em mách trên chân là anh ra đảo thiệt ám. Ăn gì là như thế nào? Ha! Sợ liền. Anh bồ chỉ qua kỹ thuật khóa cổ chân đi à. Em mới đi đá bóng. À em mới đi đá bóng đúng không? Rồi. Em mới đi đá bóng để tôi chỉ cho thằng em tôi cái cách mà kỹ thuật khóa cổ chân. Khi mà một người á mà mình mới đi đá bóng đúng không em? Cái điều đầu tiên á là em mua cho anh một cái băng gọi là cái băng cuốn ha. Cái này anh ví dụ thôi, gọi là băng chân nha em, gọi là băng chân ha. Mua bên đâu? Mua bên shop nghiện bóng đá
Đấy, mua bánh xốp nghiện bóng đá ha, quắn vô cho nó chắc cái cổ chân. Cái nhất là nó chắc cái cổ chân, mình suốt nó lực. Cái thứ hai á, lộ nào. Cái thứ hai á, đó là nó làm cho mình chống bị lật sơ mi. Lật sơ mi có nghĩa là như thế nào? Nhiều khi mình bật cao quá, mình đánh vòng giống như Cristiano Ronaldo thì cái chân mình tiếp đất sai, cái chân mình sẽ bị lật như thế này. Nó gọi là lật sơ mi ha. Ok chưa? Sau khi, đúng không? Sau khi mà mình quấn chân rồi á thì mình sút mạnh qua nha, đặt cái bóng ở đây. Nếu là ăn cái tướng là cái lá của chân nó chắc nha. Đấy, sút nó phải như thế, em hiểu không? Làm mẫu là một cái nha. Nói chung là cái thế đứng của mình là nó phải chuẩn. Đấy, thế đứng của mình là nó phải chuẩn nha. Không, Ronaldo. Ok chưa em? Đây là cái bóng nhựa của con bo nó chơi thôi nha. Đó, à, đây là cái bóng nhựa của con bo nó chơi thôi. Nếu mà có trái bóng thật thì cái lực nó sẽ căng hơn. Ừ, dễ luôn á chứ. Đúng không? Nước quá anh em ơi. Má tôi để không hiểu sao tự nhiên hôm nay tôi nhiều năng lượng quá. Anh em thấy không? Từ khi mà tôi tập gym, mình thải ra cái năng lượng tiêu cực trong người, mình hấp thụ cái năng lượng tích cực vô. Cái thứ nhất, cái thứ hai là làm cho thân hình của mình đẹp, mình sảng khoái nha. Bỏ đi, đừng uống Coca, Pepsi, đừng uống mấy cái chất mà ngọt ngọt, nó không tốt đâu. Và đặc biệt là đừng uống trà sữa. Anh em hiểu không? Tôi nè, vợ tôi mới đặt cho tôi ly Phai La. Nể tình vợ chồng, tôi uống. Hát vài bài giải phóng năng lượng đi anh. Bữa cuối rồi. Lần cuối tôi uống trà sữa, quy lớn luôn. Không bao giờ anh em thấy tôi uống trà sữa đâu. Được thật. Lần cuối tập sim mà nhìn mỡ hơn lúc chưa tập vậy bro. Giỡn hoài bro. Trời đất ơi, anh em trong team ai gặp tôi cũng khen tôi vâm hết mấy ông bảo tôi mập. Ông quên. Nhìn đồng, nhìn thời gian mới biết ngày hôm nay là 7 tháng 3. Má, tôi đéo hiểu sao ở Việt Nam mình mà nó nhiều cái ngày lễ mà gọi là dành cho phụ nữ luôn á trời. Này chắc là tôi chuyển qua Campuchia tôi sống, hoặc là tôi qua mấy nước khác tôi sống, chứ Việt Nam này quá nhiều ngày lễ của phụ nữ rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Ha, tôi quá mệt mỏi rồi anh em. Cái gì đâu mà quanh năm suốt tháng rồi thấy tặng quà không, thấy mất tiền không à. Còn anh em con trai mình trả được cái con mẹ gì hết trơn á. Nói thiệt. Quy tính luôn á, tôi chuyển quốc tịch qua Campuchia tôi ở chứ mệt cái ghê luôn á. Quốc tế gì? Nó đâu quốc tế gì anh em, ngày mai là quốc tế gì? 8 tháng 3. Quốc tế gì anh em? 8 tháng 3 là quốc tế gì? Quốc tế phụ nữ hả? Sau lưng đúng không? Anh có gì màu vàng vàng vậy anh? Cảm ơn Linh, Linh Hơ ha, cảm ơn. Quốc tế phụ nữ hả? Rồi. À, ngày mai mua bó hoa tặng cho vợ. Mua bó hoa nữa tặng cho mẹ. Con chúc mẹ 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, găng lông đồ bạc đỡ bên con cháu. Ở đến 500 tuổi đi ha. Đó, với lại năm nay sinh nhật của con thì mẹ cũng tặng quà sớm cho con này, con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Anh em nào hồi nãy vào sao anh không mua ô tô à? Mua ô tô á? Ô tô thì anh chưa có bằng, anh không biết chạy ô tô em à. Với lại là anh người miền Tây chất phát thật thà, anh cũng đi xe máy quen rồi. Ngày xưa dưới Cao Lãnh thì cũng khổ, đi chiếc Vespa. Bây giờ mà được mẹ mua cho con da dép thì cũng vui lắm em mà. Còn ô tô thì mơ thôi, ô tô chỉ là mơ thôi mà. Bây giờ là thi nó rất là khó luôn. Thi á, là phải chạy gì, bao nhiêu cây đó mới cho thi. Đó. Ô tô thì chắc trong tương lai đi em ơi, không nói trước. Nhưng mà mình là con trai thì cũng phải cố gắng. Đó, mình đặt mục tiêu. Anh đặt là mục tiêu ra khoảng 10-15 năm nữa là mua được chiếc ô tô để mà chở vợ con đi che nắng che mưa. Đó, che nắng che mưa khổ dữ lắm anh em. Khổ lắm anh em, cứ tưởng là tôi khỏe lắm sao. Khổ lắm anh em. khổ lắm. Cười. Cảm ơn Santos nha, cảm ơn. Ê, nhưng mà tôi khuyên anh em mà trẻ trẻ bây giờ mà anh em đủ tuổi á, anh em đi học bằng lái xe B1, B2 đi. Mà càng ngày càng khó đó mấy cha. Càng ngày càng khó đó. Cái chỗ nào không hiểu về hỏi tôi, hay là thi thực hành như nào mà không hiểu á thì hỏi tôi. Tại vì tôi thi thực hành 100 điểm. Ha, ông thầy mà ông dạy tôi á, ông bảo à, mà chạy như mày á, mày không gớt ngay cái chỗ mà đậu xe á, ngay cái chỗ mà con dốc mà con chỗ đó mà đậu sai, anh em đậu lệch với là lội luôn chứ không có trừ điểm. Thà là mình đậu ở trên mình lệch một tí là nó trừ 5 điểm, còn không là lội luôn.
Má mà khoảng nghe khoảng nóng hết trong người. Má nè, có thi 100 điểm luôn. Khổ ghét. Nghe thấy nóng trong người rồi. Không, tôi định thi sương sương 90 điểm thôi. Ông thầy em nói quá. Thiệt, tôi thi 100 điểm luôn. Ừ, thi vậy chứ thi quạo mà. Thi 100 điểm luôn chứ. Mày kiếp. Anh em nào không biết bỏ lên bồ. Thôi đừng có cãi luôn. Quạo hết trong người rồi. Cái lúc mà tập đúng không? Lúc mình tập thì mình cũng phải từ từ cái thứ đó đúng không? Ây trời ơi. Bỏ đi á. Ok ok tôi bỏ rồi. Vợ có con rồi tôi phải bỏ chứ. Hơi nóng, hơi nóng. Khùng quá bỏ đi à. Khùng quá bỏ chứ. Mà phát trần nha. Trời ơi mọi người ơi, mọi người ơi. Cách tình yêu ơi, cách tình yêu. Ngày mai là 8 tháng 3 đó, cách tình yêu. Cách tình yêu nào mà có vợ, hay là cách tình yêu nào vừa quen được người yêu, hay là cách tình yêu nào có sugar baby, hay là cách tình yêu nào mà có vợ bé, vợ lẻ, vợ cả rồi gì đó. Cách tình yêu hãy ghé Trần Bảo Chân mua cho mình một cái mỹ phẩm để mà tặng ha. Ha. Cách tình yêu nào có sugar baby, đặc biệt là mua cái này là sugar baby rất là thích ha. Lộc một tia. Cảm ơn Phát Trần ha. Rồi rồi, cảm ơn Phát Trần, cảm ơn rất nhiều. Em đố anh hóa vàng Beckham luôn nhé mặt cười. Một quả tên lửa luôn. Là sao? Là ví dụ là anh chỉ cần đập cái con đó thôi là lên hay không là em vẫn donate cho anh một cái tên lửa, hay là nhất định nó phải lên cộng 8 thì em donate tên lửa cho anh? Dạ cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn anh trai rất nhiều. Anh Tuấn ơi, ngày mai là 8 tháng 3 của anh Tuấn, anh hãy ghé Trần Bảo Chân nha. Bây giờ đúng không, khi á em nói cho anh nghe, em là một người có gia đình rồi, em cực kỳ hiểu luôn. Có nghĩa là vợ chồng sống với nhau một cái khoảng thời gian dài. Từ để em nói, vợ chồng sống với nhau khoảng một thời gian dài. Anh thì em cũng biết là công việc của anh nhiều. Nhiều khi là tới những cái ngày lễ này mình không được ở bên vợ mình, mình không quan tâm được vợ mình, không mua quà cho vợ mình, vợ mình buồn, vợ mình rất là tủi thân. Đó, vợ mình rất là tủi thân. Hôm nay anh làm một cái, gọi là làm một cái gọi là bất ngờ đi. Anh mua mỹ phẩm về. Anh mua mỹ phẩm về anh tặng cho vợ anh một cái, đảm bảo vợ anh nhảy số luôn. Rồi 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 rồi. Ông Tuấn này chắc chắn là ổng làm cái gì sai nè, ổng mới tặng quà cho mình nè. Em thề luôn, bởi vậy là mình đéo cần tặng anh nè. Phụ nữ mệt vãi. Đúng không? Ngày lễ mình tặng xong rồi bắt đầu nhảy số. Rồi, rồi rồi, chắc là làm sai cái gì nè. Chắc là làm sai cái gì rồi xong rồi tặng quà là gọi là nhận lỗi hay sao? Đúng không anh? Hoa súng. Em nói chỉ có chuẩn.